Các bạn nhìn quang cảnh có hùng vĩ không? Quá đẹp không? Trời ơi, cái xe gió kìa. Cánh quạt gió kìa. Đẹp chưa? Nhưng hôm nay chúng ta chính thức đi vào cái đoạn cao tốc mới được khánh thành. Vĩnh Hảo Cam Lâm. Quá kinh hãi các bạn ơi. 1 giờ mà tới đèo cả rồi các bạn ơi. Quá sức kinh hãi. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam á. Đẹp quá các bạn ơi. Đã tới đèo rồi. Đèo Quy Nhơn sông cầu. Chỉ cần 15-20 phút nữa là tới thành phố Quy Nhơn. Sam hello cả nhà. Lâu rồi anh trai bà lộ mới lên sóng ha. Giờ đây công việc bận bịu quá. Bây giờ thì cũng nhân dịp hè đến rồi. Các cháu cũng tổng kết hết rồi. Giờ cho mấy cháu về quê chơi. Hôm nay sẽ quay lại cho các bạn xem hành trình từ Sài Gòn về Quy Nhơn nha. Đặc biệt là trong clip này mình sẽ đi cao tốc đoạn mới đó, đoạn Cam Lâm Nha Trang ha. Dự kiến là mình đi từ Sài Gòn ra đến Nha Trang khoảng 12 giờ là tới nha, để xem hành trình như thế nào. Đến Nha Trang mình ăn trưa xong rồi mình về Bình Định luôn. Đây xe mình đậu phía trước đây, tối qua chạy xe để hôm nay luôn rồi. Bình thường mình để xe ở ngoài bãi xe đó. Hey. Giờ cho con mình đi nha, cả nhà mình cùng đi nha. Kia chị Nhã Kỳ kia, Nhã Kỳ đã dậy sớm rồi. Let's go, cùng theo chân anh trai bà lỗ nha. Mình tạm thời mình sẽ đến trạm dừng chân trên cao tốc Long Thành Dầu Dây trước ha, ăn sáng rồi mua ly cà phê nha. Let's go. Đi thôi các bạn ơi. Tại nhà mình bên này. Giờ mình lùi ra coi hẻm ha. Hồi mình đâm đầu vô cho nên bây giờ mình phải lùi ra. Bây giờ là 5 giờ 20 phút. Ngã tư này là đường Thống Nhất nha, đường điện thoại Thống Nhất. Úi trời ơi, Sam. bạn đồng hành. Chào đấy Sam. Rồi. Hôm nay bé Nhã Kỳ được nghỉ hè sớm hơn các bạn 2 ngày. À. Sớm hơn 2 ngày. Cho nên là tranh thủ về quê chơi. Đằng nào mình cũng phải đi chơi ha. Mình đi về miền Trung mình chơi. Miền Trung có gì đẹp quay các bạn xem ha. Biển miền Trung thì vô đối rồi. Đây. Rồi bây giờ mình chạy một mạch đến Long Thành Dầu Dây nha các bạn. Các bạn nhìn phía trước là đẹp không? Đó. Hướng lên một màu trứng gà đó, rất là đẹp. À. Nó đổi lái. Chưa tới lượt con lái đâu. Lát nữa bây dừng xe cho con lái. Buổi sáng đi phải cẩn thận các bạn. Cô chú tập thể dục nhiều lắm. Đi vào mấy cái đoạn công viên này thì chậm chậm này. Xe đạp cũng đang đạp này. Nhiều khi đã chưa tỉnh ngủ. Đây là khu vực Cityland ha, khu dân cư Cityland.
khu phố biệt thự nhà giàu của quận Gò Vấp. Rồi mình sẽ tới cái ngã tư trước mặt là đường Phan Trị ha. Tối qua đi đổ xăng rồi, tranh thủ đổ trước, sáng khỏi cập rập. Một bình xăng này là mình của xe mình là tầm 42 lít á, có thể chạy thẳng về Tâm Định á. 5 giờ 20 phút, hy vọng cái lối ra cao tốc nó không bị kẹt, mình sẽ chạy một mạch luôn. Bây giờ là hôm nay là thứ mấy rồi? Hôm nay thứ năm thì giữa tuần, cho nên là khả năng là cao tốc nó không có kẹt đâu. Do vậy nếu chờ thêm lần thứ sáu thứ bảy á, nhất thứ bảy á kẹt xe. Rồi tiếp tục là đến cao tốc mình quay tiếp các bạn xem nha. Thế đoạn Phạm Văn Đồng lúc 5:30 sáng. Đi đường Nguyễn Xí nha các bạn. Đi phải Nguyễn Xí. Đi đến Bùa Lĩnh, xe buýt Nghệ Tình, rồi xa lộ Hà Nội đến cao tốc. Ta đã đến ngã tư Hàng Xanh ha. Ở dưới Hàng Xanh lúc 5:40. Ừ. 5:40 mà đường đông quá các bạn ơi. Đi dần ra cao tốc đường nó kẹt. Khổ quá. Solo Hà Nội. Lên được đâu con, sao đổi lên lái chứ lái được đâu. Lên cầu Sài Gòn, tuyến metro này và còn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm á, chưa thấy chạy chính thức. Cầu Sài Gòn 5:42 sáng.
trước mắt. Lần này thì cao tốc nó không có kẹt, lối dẫn vào cao tốc không có bị kẹt nha, không có bị ùn tắc, chỉ có mà đứng mình chờ đèn đỏ thôi, đèn đỏ nó hơi lâu thôi. Rồi tới đây là đi một mạch đến Nha Trang nha, không còn thấy xe máy nữa. Cái đoạn này nó đang sửa chữa, đoạn lối vào cao tốc nó đang sửa chữa các bạn, nó hơi bừa bộn. Giờ tới trạm dừng chân kiếm ly cà phê ha, tỉnh táo chạy tiếp. Mấy lần trước mình đi mình đem theo cái bình giữ nhiệt, bỏ cà phê vào uống hết thì mình cho thêm nước ngọt vào. Lần này quên mất tiêu, chơi giải chiến thôi. Cái ly, có cái ly đi cà phê đó, chỉ có điều là đá nó không có, đá nó không có được lạnh suốt được. Chính thức bước vào cao tốc nha các bạn. Tại vì trước các bạn là đoạn hết khu dân cư rồi, là chính thức bước vào cao tốc ha. Lúc này chỉ được chạy không quá 80, chạy quá 80 ra kia còn nghe trạm thu phí là sẽ bị hỏi thăm ngay á. Bạn nhìn thấy bên tay trái không, trời đã lê lói mọc rồi nè, bình minh đang lên. Bây giờ là có bình minh nha. Sáng hôm nay có bình minh rất là đẹp. Rồi này mình sẽ set cái cruise control tầm 75 thôi để cho nó tự chạy. À, set cruise control 75 nha, đừng đạp quá, đạp quá 80 ra ngoài là phạt. À, anh trạm thu phí rồi các bạn. Ở đây thì họ vẫn còn chưa có triển khai thu phí không dừng ha, vẫn phải lấy thẻ, để xem một lần rồi mình lấy thẻ không. Ồ, không lấy thẻ nữa ha, bây giờ là thu phí không dừng rồi, đi thẳng một mạch luôn, không còn phải lấy thẻ nữa, quá là hiện đại. Thôi các bạn, bây giờ là 6:25 ha, mình rẽ vào trạm dừng chân Long Thành Dầu Giày ha. Ăn sáng cà phê đi toilet nha, đổ xăng cũng được nhưng mà tối qua đổ rồi, bây giờ mình ghé vào. Sáng tầm 30 phút mà sáng giờ đi vẫn đúng lộ trình đề ra, chưa có một cái kẹt xe nào cả. Hy vọng hành trình này xuống sẽ về đến Quy Nhơn lúc 5 giờ chiều. Thôi sáng giờ đi đi cao tốc mà thấy chiếc xe máy như trước là cực kỳ hiếm ha, đây là chiếc xe bảo trì bảo dưỡng của cao tốc.
muốn đậu đâu đậu. Đậu trên kia đi cho các cháu nó xuống. Đây. Nến đẹp không? Các bạn thấy nến có đẹp không? Bây giờ là 6 giờ 26 phút ha. Nắng sáng rất là đẹp. Mình đang đến trạm dừng chân Long Thành Dầu Giây để các bạn xem. Để mẹ con của nhà Kỳ đi vào mua đồ ăn sáng, toilet ở tới lượt mình. Mình đang canh canh bé Sam. Bé Sam năm nay hè năm nay về thăm bà nội, ông bà ngoại ha. Bây giờ ra quay các bạn xem cái hoàn cảnh xung quanh nha. Nhẹ nhẹ cho nó đang ngủ. Xe vẫn rất là đông nha. Kia là trạm xăng. Tối qua mình đổ xăng đầy rồi. Đi đông nhưng mà không có kẹt à, cao tốc đi vẫn rất là thông thoáng. Từ đây ra đến Nha Trang là tổng cộng là 5 đoạn cao tốc. Cao tốc Long Thành Dầu Giây, Dầu Giây Phan Thiết, Phan Thiết Vĩnh Hảo, 3 đoạn đó thì nó liên tục nhau khoảng tầm 200 mấy chục cây số đó. Nhưng mà cái đoạn Vĩnh Hảo Cam Lâm thì mới thông xe 30/4, mình chưa được trải nghiệm. Lần này trải nghiệm quay các bạn xem ha. Vĩnh Hảo Cam Lâm rồi Cam Lâm Nha Trang. Vậy là tổng cộng 5 đoạn. Bây giờ là thông suốt rồi. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Nha Trang, 5 đoạn cao tốc đã thông suốt. Nếu đi một mạch thì theo dự đoán là khoảng tầm 5 tiếng rưỡi ha. Rồi, let's go. Đây các bạn thấy chưa, tài xế mới thức dậy đây. Cô tài xế mới thức dậy đây. Ly cà phê. Ly cà phê. May quá quên em cái bình giữ nhiệt, nhưng mà lại có cái ly Yeti này. Thì bao giữ nhiệt luôn ha. Hên quá. Cái ly này để dành cho Sam ăn cháo. Wow thơm. Mì quý vị ơi, mời các bạn ăn mì. Bánh mì cao tốc Long Thành Dầu Giây con ăn được không? Đây cho ba con, ba cho con miếng. Con vừa lái xe mà con vừa ăn hả? Đây cho con miếng. Tương ớt thấy không? Không, đưa cho nó cái bánh gạo. Ủa, cái bánh gạo. Để đi bánh dúa rồi. Mì chả. Rồi tiếp tục thôi, ít vô. Mắc lạnh luôn. Đi thôi. Mẹ ơi. Đi thôi các bạn. Sau 30 phút. Sau mới nghỉ hè. Sau 30 phút tạm dừng thì mình bắt đầu tiếp tục nha. Chủ trễ. Còn sau là hết tuần này đã xong. Thì năm nay được trốn tổng kết.
để về quê chơi. Trốn tổng kết để về quê chơi. Let's go. Bây giờ mình sẽ tới ngay cái đoạn ngã ba, đó là lối rẽ ra cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nha. Trước mặt các bạn, rẽ phải đó. Chúng ta sẽ đi khoảng tầm 320 km là toàn đường cao tốc thôi. Rồi bây giờ là nhìn thấy xe máy là một điều hiếm hoi, gần như là không thể. Sẽ không còn biết xe máy là gì nữa. Đây phía trước các bạn có bạn hướng dẫn ha, Phan Thiết Dầu Dây rẽ phải. Nếu các bạn đi thắng thì đến Đà Lạt ha. Còn bây giờ mình đi Phan Thiết mình rẽ phải. Thì tổng cộng từ Sài Gòn ra đến Nha Trang thì nó có 5 đoạn cao tốc. Thì trong đó có đoạn Cam Long Vĩnh Hảo thì nó mới thông xe vào dịp 30/4. Thì đây là lần đầu tiên anh trai bà lộ đi trải nghiệm ha. Nghe nói đoạn này nó đã thu phí rồi. Thì khi nào có thu phí thì cơ sở hạ tầng mình nghĩ nó đã hoàn thiện, có thể nó có trạm dừng chân ha. Ồ, có một chú chó ở trên đường kìa, rất là nguy hiểm ha. Trời, lang thang đâu trời. Đoạn Dầu Dây Phan Thiết này giới hạn tốc độ là 120 ha. Khi ra Phan Thiết Vĩnh Hảo thì Vĩnh Hảo Cam Lâm hình như là được tới 90 rồi. Đây sương mù vẫn còn ha. Nắng chói chang này mà sương mù vẫn còn kìa. Rồi, thắt dây an toàn và phóng thôi. Dòng sẽ không có kẹt xe. Tới trạm thu phí Dầu Dây Phan Thiết các bạn ơi, 80.500 đồng. 80.850 đồng nha các bạn. Bây giờ là lên mấy ngàn đó. Rồi, chạy thẳng một mạch. Các bạn thấy đoạn đường rất đẹp không? Hôm nay đi thứ năm cho nên là rất là vắng xe. Đây, đoạn này đẹp quá, quay lại các bạn xem. Sẽ cái quả đồi này ra ta xuyên qua luôn. Trời thì bắt đầu âm u rồi đó, muốn mưa rồi. Từ đây mà ra Nha Trang mà cứ như thế này mà đi thì quá sướng ha. Cứ như thế này thì chắc chắn là tới trước 12 giờ. Nếu mà kẹt quá thì vẫn có thể tấp vào bên đường nè để đi tiểu. Đầu kiểu này cũng rất là nguy hiểm, tại vì cái đoạn này là chạy 120 mà, cho nên là nguy hiểm lắm. Cho nên mới nói là cái trạm dừng Long Thành Dầu Dây các bạn nên giải quyết hết đi. Trời, bắt đầu mưa rồi đó các bạn, mưa rồi. Mưa thì không nên chạy nhanh nha. Hai cho chạy, mình chạy trời mưa chạy có 80 thôi. Đường nó trơn. Cái đoạn cao tốc mới được hình thành Vĩnh Hảo
Cam Lâm. À, đoạn này có thu phí thì các bạn lại trả thu phí này. Để quá trời các cái thiết bị bạn thấy không? Camera có năng lượng gió kìa. Mặt trời. Đoạn đường này là khá hiện đại nha. Đoạn này nó đi trọng trễ so với tiến độ như 1 năm. Lý do là lại xuyên núi á, có một cái quả núi người ta phải đào xuyên qua núi, đó có đường đoạn đường hầm ha, nên là đầu tiên mình trải nghiệm cái đoạn cao tốc này, khá là thích thú ha. Vĩnh Hảo Cam Lâm, chúng ta qua cái đoạn Vĩnh Hảo Cam Lâm sẽ tới Cam Lâm Nha Trang. Chúng ta chỉ chạy được 90 thôi, tốc độ tối đa 90. Bây giờ là từ Sài Gòn ra tới Nha Trang thì có cái đoạn Hồ Chí Minh Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết là được chạy 120, còn lại 3 đoạn còn lại là chỉ được chạy 90.
lát nữa trừ tiền mới biết được. Trạm dừng nghỉ nè, trạm dừng nghỉ gọi tạm dừng nghỉ tạm nha, tạm có nghĩa là chưa cho vô đó, người ta định canh lại đó, không có vô được. Ta đang say, ta đang say, chờ ta làm sao ngày mới vô được. Ha. Đoạn này thì nó có cái trạm dừng nghỉ đấy, chứ còn mấy đoạn kia thì không có. Ok, tiếp tục lại. Các bạn nhìn quang cảnh có hùng vĩ không? Quá đẹp không? Trời ơi, kính quạt gió nè. Kính quạt gió kìa. Đẹp chưa? Bình thường mình thấy kính quạt gió này ở mình ở góc nhìn là ở quốc lộ 1A đúng không? Nhìn thấy nó xa. Đây là mình đứng sát bên cạnh luôn mà thấy. Ồ, cao. Quá đẹp. Đây gọi là khu vực của Vĩnh Hảo à. Mình vẫn đang đi trên đoạn cao tốc Vĩnh Hảo Cam Lâm nha. Đẹp quá. Xì gió. Cảm ơn.
còn Suối Dầu đây, khu công nghiệp Suối Dầu nha. Thì đây để mình vào thành phố Nha Trang. Trạm thu phí, trời ơi, vừa ra là thu phí ngay. Thu phí tự động, gọi để trừ nhiêu tiền. Thu phí. Hồi sáng là 81 ngàn. Còn cái này là nó thu này biết nhiêu tiền nữa. Sáu mươi sáu ngàn nha các bạn. Sáu sáu ngàn có lẽ số 7 đi. À, 67. Hồi nãy là trong kia là 81, đây là 67 nha. Tính ra đi giờ là rẻ hơn đi quốc lộ đó. Hiện tại là rất rẻ so quốc lộ. Đi quốc lộ là mỗi tỉnh các bạn sẽ qua khoảng 2 trạm. Mỗi trạm là 35 ngàn, 35 40 ngàn gì đấy. À, sáng đi 3 4 tỉnh gì đấy. Hãy tính về rẻ. Quá kinh hãi các bạn ơi, 1 giờ mà tới đèo cả rồi các bạn ơi, quá sức kinh hãi. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam á, lần đầu tiên mà 1 giờ chiều mà đã tới hầm đèo cả rồi, quá nhanh. À, như vậy là mình đi từ 5:30 xuất phát từ nhà đó, 5:30 á. 300 mét nữa thì có. Tới đèo cả là mới 1 giờ chiều đã tới hầm đèo cả rồi. Đây trước mặt các bạn là hầm đèo cá. Hầm đèo cá, qua hầm đèo cá là chúng ta qua Phú Yên nha. Địa phận tỉnh Phú Yên. Rồi qua hầm cái đường. Cái hầm này nó cũng khá dài. Có hầm ở phía trước. Tốc độ trong hầm này cho phép là 80. Chạy cỡ 60 được rồi. Chưa ăn trưa luôn. Ở đây xe, chuyến xe này, chuyến xe chạy suốt à. Mất GPS. Sáng nằm uống mì mà chạy kinh hãi. Uống mì, đi cà phê, một chai nước ngọt nữa. Cái nước cam á. Bây giờ là 14:15, cả nhà đến được quán cơm Yên Nam của Phú Yên. Cơm gà đây rất ngon ha, năm nào cũng ghé ăn cả. Đói bụng quá rồi, đói meo meo râu rồi. Mời cả nhà nha. Sam ơi, Sam một hành trình mệt mỏi không Sam? Đường Phú Yên khá là xấu các bạn ơi. Cứ người ta làm một bên này, cho đi gân len, xong làm một bên như thế này này. Suốt cái tỉnh Phú Yên đi từ Khánh Hòa đi về đến sông Cầu là cứ một bên làm một bên cho đi như thế này, đường rất là xấu. Này đi ban ngày thì được, đi ban đêm hơi nguy hiểm đó nha. Rồi, đây sắp tới thị xã sông Cầu rồi. Tới sông Cầu là tới. Anh em mình thích đi cái đường này không? Tốc độ nhất hạn hiện tại 80 km/h. Lên dốc thôi. Ta tới thị xã sông Cầu. Ở sông Cầu là chúng ta tới Quy Nhơn nha. Đẹp quá các bạn ơi. Đã tới đèo rồi, đèo Quy Nhơn sông Cầu. Chỉ cần 15-20 phút nữa là tới thành phố Quy Nhơn. Sam giỏi quá đi. Giỏi gì? Lần đầu tiên mình đi một mạch từ Sài Gòn về Quy Nhơn mà đến sớm như thế này.
mới có 4:30 thôi. 4:30 rồi. À, 16:30 nha. Vì vậy đi là 11 tiếng đồng hồ, vừa đi và vừa đi vừa nghỉ á, có nghỉ ăn. Mới có 4:18 rồi. À, thì tới Quy Nhơn là 4:30. Vậy là mình đi từ 5:30 cho đến 4:30 chiều, 11 tiếng đồng hồ. Quá dữ. Rồi đúng 4:30 đến thành phố Quy Nhơn nha quý vị. Rồi mình rẽ qua đường biển một phát nha các bạn. Mất rẽ lắm. Rẽ qua đường biển một phát. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Thôi thôi khỏi cần chỉ nữa. Đây là này là thổ địa rồi. Cảm ơn. Thôi mày còn im luôn đi. Tới Quy Nhơn 4:30, đi từ 5:30. Tới Quy Nhơn là 16:30, đi 11 tiếng đồng hồ. Chỉ có ăn uống thôi chứ cũng không có nghỉ luôn. Chỉ suốt. Đây là thành phố Quy Nhơn nha các bạn. Một buổi chiều tắt nắng rồi cho nên là quay phim sẽ không được đẹp lắm. Hẹn một bữa sau mình sẽ quay phim đẹp hơn nha. Bữa sau cũng